Chào các bác, em giới thiệu con máy rửa bát Panasonic TR1. Con này nó là đời đầu của Panasonic, cho nên nó thiết kế mọi thứ lưng tôn cảm giác mà còn rất là dày dặn thôi. Mẫu mã thì y hệt như TR3567, công nghệ thì cũng vậy, khác mỗi năm sản xuất thôi, đời đầu của Panasonic. Mà con này thì bây giờ các bác mua siêu rẻ luôn, 2.3 triệu nhé, 2.3 triệu bảo hành 1 năm cho các bác, 2.3 triệu thôi ạ. Một con máy rẻ, rành bền, đẹp. TR1. Đây là số điện thoại hai bên, hai số điện thoại của anh, hai kênh. Các bác xem kênh thì ấn đăng ký ủng hộ bên em nhé. Để cái lưng tôn này, còn các bọn này đời đầu rất là dày, còn này lưng nó phẳng. Sản xuất 2009. Sau khi tiếp quản cái mảng rửa bát của Nelson thì nó sản xuất sang mẫu mới này. Đây là một lưng tôn đẹp. Các chức năng thì cũng công nghệ Econavi từ đời TR1 thì đã có rồi. Một cái chế độ là gọi là lập trình thông minh của máy. Tiết kiệm điện, nước. Chế độ rửa tiêu chuẩn. Bọn này thì thay vì cái 80 độ mà mình bật đây, thì nó mặc định sẵn ở trong chế độ rửa tiêu chuẩn này các bác nhé. Rửa mạnh. Đấy. Rửa nhanh. Vệ sinh máy, nhiệt độ thấp. Đèn báo các chu trình rửa. Vậy tức là giữ khô bát đũa, thời gian sấy 30 kèm giữ khô bát đũa hẹn giờ. Nói chung chức năng của nó thì tất cả mọi thứ nó cũng y hệt như các cái dòng TR3567-89 thôi. Bên trong ruột này cũng y hệt luôn. Các bác nào kinh tế vừa phải thì mình cứ bốc cái hàng này. Tuy nhiên thì nó không thể long lanh như các con đời mới được, nhưng mà nó rẻ. Các bác cứ dùng tẹt tẹt mà nghĩ nhỉ. Có 2.3 triệu thôi, mã số 16 các bác nhé. Các bác chốt alo em. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000. Các bác nào tin tưởng chuyển khoản hết thì em bao ship. Cái nắp qua mua riêng là 500.